Hello, chào tất cả mọi người nhé. Thì hiện tại giờ mình đang ở trên đường Lê Lợi. Địa điểm bắn pháo hoa là Quảng Trường thành phố Thái Bình các bạn nhé. Đây rất là đông người đi này, đi xem bắn pháo hoa này. Bây giờ thì mình sẽ ngồi đợi để đến đúng đêm giao thừa thì bắt đầu là họ sẽ khai hỏa bắn pháo hoa các bạn nhé. Trước mặt mình kia là Quảng Trường của thành phố Thái Bình. Rất là đông người đi xem. Không biết là địa điểm bắn pháo hoa sẽ là hướng nào đây. Đông các bạn này. Vậy là chỉ còn mấy phút nữa thôi là sẽ đến giờ phút giao thừa để mọi người bắn pháo hoa các bạn nhé. Rất khó có thể vào khu trung tâm kia vì rất là đông. Mình chưa biết là pháo hoa sẽ bắn hướng nào các bạn nhé. Nhìn nó ở góc kia kìa. Ở trên cái nóc nhà kìa. Đấy, bắt đầu thổi.
Đấy, nó ở cái đắp này. Nó trong nhỏ ra cái bắt đầu cái thằng kia nó xuống là bắt đầu nó đấy. Ok bắn ở đây quay nhà không Yeah.
đã kết thúc màn bắn pháo hoa các bạn nhé. Đây là không khí màn xem pháo hoa của người dân thành phố Thái Bình các bạn nhé. Đây rất là đông luôn. Bây giờ đã kết thúc màn bắn pháo hoa. Bây giờ mọi người đang bắt đầu